Chào quý ông bà cô bác và quý anh chị em cũng như bạn bè. Hôm nay mang gia đình ra Vũng Tàu sau cả gần một năm quý bác ạ. Mà những ngày Noel sắp tới đây rồi, sát ngày Noel rồi mà Khánh thấy Vũng Tàu vắng vẻ quá quý bác. Bãi sau rồi con đường Thủy Vân trên ven biển thì cũng vắng vẻ lắm, cho nên thôi Khánh review lại một chút để quý bác xem về tình hình và thành phố Vũng Tàu sau những tháng ngày phong tỏa vì Covid. Mời quý bác xem ạ. Cô bác mình cùng với Khánh đi ven con đường ven biển dọc theo từ bãi sau ra bãi trước xem hiện nay tình hình kinh doanh buôn bán cũng như khách du lịch đến Vũng Tàu như thế nào quý cô quý bác nha. Đây quý bác, đây là khu vui chơi thiếu nhi ở ngoài con đường bãi sau Vũng Tàu quý bác này. Khu khuôn viên thì khá đẹp quý bác ạ. Sáng sủa, nhiều trò chơi lắm, có cả những trò chơi cao, vòng xoay cao quý bác ạ. Nhưng mà nhìn chung là hôm nay Khánh ra thì Khánh thấy các cái bãi biển, bãi tắm ấy đóng cửa hết. Nhà nước chỉ cho mở có mỗi một bãi gió biển thôi quý bác ạ, để cho khách tắm du lịch thôi, nhưng mà cũng vắng lắm. Bữa nay hắn có quay cho quý bác xem đấy, nó vắng lắm. Còn nhìn chung là các cái bãi tắm thì chưa được hoạt động, có mỗi một bãi gió biển. Còn đường phố hay ra biển thì hắn thấy vắng lắm. Con đường bãi sau đây quý bác thấy này, dọc con đường này mà cũng buồn lắm quý bác ạ. Đây là cung đường Thủy Vân đấy quý bác. Khánh chạy vòng một chút quý bác tham quan đường phố của Vũng Tàu trong những ngày mà vẫn còn những ca Covid xem như thế nào quý bác nhé. Đấy quý bác thấy vắng lắm, khách du lịch rất là ít. Cả một cái bãi biển dài Thủy Vân như vậy, trên đường Thủy Vân này mà Khánh thấy nhìn có mỗi một bãi được hoạt động thôi, một cái khu du lịch mà gió biển được hoạt động thôi, nhưng mà cũng ít người lắm. Đường phố thì khá là buồn quý bác ạ. Khánh đang trên đường chạy từ phía khách sạn Rio lên phía quảng trường Vũng Tàu rồi ra bãi trước Vũng Tàu. Khánh chạy con đường này là men theo biển luôn. Và mình một chút nữa thì mình sẽ tới được bãi trước Vũng Tàu. Đây các bác thấy vắng vẻ buồn lắm. Ít cơ sở kinh doanh hoạt động lắm.
đây là khu quảng trường, cũng thấy tối quá cái bác này, chưa có điện gì hết. Ồ. Ồ, quảng trường Vũng Tàu chưa có bật điện, tối lắm cái bác. Giờ mình đi thẳng một vòng ra bãi trước coi như thế nào nhá. Khả năng chạy lòng vòng theo cung đường ven biển. Mình có đi qua núi Tàu Phùng, nơi có tượng Chúa Kitô nữa. Đây bên phải mình là tượng núi Tàu Phùng các bác ạ. Các bác có thể thấy tượng Chúa ở trên đấy các bác. Hiện nay thì khả năng đi lúc này là gần 6 giờ thiếu 1 phút rồi, cho nên trời cũng bắt đầu tối rồi. Đây các bác ạ, đây là đỉnh núi Tàu Phùng nơi có tượng Chúa Kitô vua ở trên. Ở phía trước mình khán thấy xa xa có cây thông Noel cũng khá to. Để nói là hôm nay không ngờ khán ra ngoài Vũng Tàu đây mà không ngờ bãi biển này các khu du lịch vắng vẻ quá. Không thấy khách, lượng khách ở đâu đến hết. Ồ, cây thông khá đẹp cái bác này. Cái sông đẹp quá, nằm ngay công viên ở dưới chân núi vậy. Ở đây cũng có khá nhiều các cái xe du lịch đậu lại để các nghĩ là đến chụp hình với cây thông. Cây thông nằm ngoài công viên vậy thôi, không gần khu vực nhà thờ gì hết mà cũng khá đẹp. Ở đây ghi là Vũng Tàu 2022 được các bác. Chuẩn bị năm mới rồi. Đấy, mọi người đến đây check in chụp ảnh cũng khá nhiều. Đây, các bác thấy cây thông đẹp lắm. Chỗ này thì hơi tối, khi chụp ảnh lên thì khuôn mặt nó sẽ dễ bị tối các bác ạ. Đây có cả hai người khách phương Tây kia bác ạ. Chó đẹp. Chó đẹp quá. Đây biểu tượng ông già Noel, dàn xe gọi là dàn xe tuần lộc các bác ạ, kéo ông già Noel. Đây chất liệu này các bác này, chất liệu là gồm có những cái tù rùa, cây thông, rằng những cái giải làm cây thông bằng nhựa các bác này, đây là bắt điện suốt từ đây lên, đẹp lắm. Thank you.
càng sữa. Ta phải nhúm vào muối thì phải đập đá đi. Đấy các bác ạ, cây thông đây là cao 15 mét các bác ạ. Toàn bắt điện nhỏ với lại dạng chất liệu làm cây thông Noel không các bác ạ. Đường kính 15 mét các bác ạ. Đây các bác, đây là khu vực họ trang trí ngay chỗ khách sạn đấy các bác ạ. Đây là mình đang trên đường ra bãi trước các bác ạ. Đây phía bên này khách sạn đẹp lắm các bác này, bên tay trái này có khách sạn này, căn biệt khá lâu rồi. Đây cái này Marina Club luôn này. Nó liên quan đến cả tập đoàn Marina nữa các bác ạ. Đây phía bên trái mình có thể nhìn thấy biển luôn. Nay thì ở ngoài miền Trung thì ở Bình Định đang là sợ cơn bão số 9 rồi. Nhưng mà trong Vũng Tàu đây thì vẫn thấy trời khô ráo quý bác ạ. Đây các bác có thể thấy bên phải là dãy quán xá đây. Nhưng mà cũng vắng lắm quý bác ạ. Thời trước chưa có Covid thì những chỗ này thì đông khách lắm. Hiện nay vắng. Đây, quán cà phê rồi có đồ ăn nhanh nữa quý bác. Đây coffee ông cấp. Chỗ này trước đây cũng sầm uất lắm. Này quý bác có thể thấy là vắng va vẻ lắm. Nhìn cái xe cộ đằng trước thôi là mình đã thấy nó vắng lắm rồi. Trước đây những chỗ này đông sầm uất lắm, xe du lịch rồi khách nhiều lắm quý bác. Nhìn chung là anh thấy như vậy là các nơi đều có tình trạng là dịch vụ rồi du lịch ấy thì nói chung là bế ẩm quý bác ạ. Nhiều dịch vụ bị thất nghiệp trong ảnh hưởng Covid nên cũng còn khá nhiều dịch vụ thất nghiệp. Anh thấy ở Gia Kiệm thôi cũng có người đăng báo, đăng Facebook là làm ba gác mà ế quá, không có tiền. Cái này đẹp có cái bác này, trang trí này, đấy các bác thấy nhưng mà cái bác đâu có thấy khách. Rồi đây là khu vực phía trước mình đấy các bác, là chuẩn bị khu vực cáp treo rồi có bến cano nữa. Cáp treo này thì có thể đi cáp treo để lên trên đỉnh Hồ Mây, anh thấy khu du lịch trên này là gọi Hồ Mây. Đấy các bác thấy chỗ này cũng còn đỡ tí nhưng mà khách du lịch thì nhìn chung vẫn ít. Đây chỗ này thấy đề là gần nào có khu trung tâm du lịch ăn uống hay nhà hàng gì gần hào các bác này. Đấy, mọi khi mình có thể đến đây mình du lịch rồi mình có cáp treo mình lên Hồ Mây ở trên đỉnh núi ngay chỗ này các bạn, ngay bên phải mình có cái đỉnh núi. Rồi như vậy là mình sắp ra tới bãi trước rồi các bác ạ, mình vòng lượn một vòng nữa là tới rồi. Đây các bác nhìn lại tình hình của Vũng Tàu hiện tại. Đây chỗ này anh thấy còn có khách tí này, quán Tàn Bàn còn thấy có khách này, bún thịt nướng thấy có khách. Đây mọi khi đây là trung tâm, anh thấy là bãi trước chỗ này đông người lắm.
đấy, nhưng mà còn nhiều dịch vụ chưa mở cửa cho nên hắn thấy những tòa nhà nó cũng tối luôn. Tự nhiên hắn không cảm giác nó thấy nó tối hơn mọi khi, bởi vì có nhiều dịch vụ họ cũng chưa hoạt động lại các bác ạ. Hắn cũng mới biết thông tin đây là ngay biển Vũng Tàu thôi, là mới đây nhất, mới đây mới được mở cửa thôi, còn trước đó là cũng đóng cửa bãi biển luôn, không cho khách du lịch đến tắm luôn các bác ạ. Cũng mới mở lại thôi, nhưng mà như là hôm nay hắn biết thì mở mới có trung tâm du lịch bãi sau mà khu gió biển được mở thôi, còn những khu khác cũng chưa được mở. Đây các bác thấy quán xá vắng lắm, khách sạn hay quán xá cà phê thì vắng vẻ lắm. Những cung đường hay tòa nhà hắn thấy nó cũng tối hơn mọi khi, bởi vì nhiều cơ sở chưa hoạt động lại. Trước bên tay phải mình có công viên đây các bác này. Đây mình đang có mặt là khu vực bãi trước của Vũng Tàu. Phía trước mình kia có dãy quán cà phê 360 cà phê này. Các bác thấy những ngày mà chưa có Covid thì những chỗ này đông lắm, đông vui nhộn nhịp lắm. Anh thấy có một số khách du lịch các bác ạ, khách du lịch người nước ngoài. Rồi sao mình quay lại một tí nữa. Đây các bác ạ, khu vực này là khu vực bãi trước của Vũng Tàu, bên phải là phía biển này các bác này. Đấy. Hiện nay thì do tình hình Covid và do về kinh tế cho nên khán nghĩ các quán xá còn ế lắm. Người ta chỉ ra người ta ngồi hóng gió như vậy thì có, nhưng mà quán xá thì khán thấy hoạt động ít lắm. Đấy cái bác thấy vắng vẻ lắm. Nước hôm nay có vẻ kinh tật cao các bạn ạ. Tại thông thường những ngày trăng tròn thì nước nó dâng, thủy triều nó lên, nước nó gần bờ hơn. Hôm nay thì qua ngày trăng tròn là mới qua thôi cho nên thấy nước vẫn cao. Mọi người vừa đi tắm biển thì ở đây có vòi nước công cộng. Mình coi một tí bay trước khi bác nha. Người tắm tối thì nghĩ chắc là người địa phương. Đây có vòi tắm công cộng khá hay. Địa phương thì ta tắm buổi tối cơ đó.